Chào các bạn. Cuộc chiến chơi vua, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu có những cái dấu hiệu cho thấy sự leo thang mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Mỹ đã đánh tiếp 15%, tức là nâng mức thuế của 200 tỷ hàng hóa từ 10% lên 25% trong ngày hôm qua. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái câu chuyện tác động của chiến tranh thương mại Trung Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh tế thế giới nói chung, các doanh nghiệp của Mỹ và Trung Quốc nói riêng, và ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian sắp tới. Trong cái thời lượng của buổi video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về việc chiến tranh thương mại sẽ tác động như thế nào tới chính sách kinh tế của Việt Nam, và chính sách đó sẽ ảnh hưởng ra làm sao đối với thị trường bất động sản Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam, và ảnh hưởng thế nào tới các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian sắp tới. Điểm đầu tiên chúng ta phải nói tới đó là trong tất cả các cuộc chiến, và đặc biệt là chiến tranh thương mại, thì về cơ bản không có bất kỳ quốc gia nào được lợi nhiều hơn quốc gia nào. Phần lớn thì các cái cuộc chiến được nổ ra, mục đích của câu chuyện đó là cái nhu cầu về việc gọi là chia sẻ lại thị trường thế giới của các nước tư bản lớn trên thế giới. Đặc biệt là cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ là cuộc chiến mà người Mỹ đang đòi lại những cái quyền lợi về việc họ đang bị thâm hụt thương mại rất là lớn so với người Trung Quốc. Do đó thì mức thuế 250 tỷ ở mức 15% đã được áp trong thời gian qua. Và cái việc đàm phán giữa hai quốc gia thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. 50 tỷ đầu tiên áp vào thì các doanh nghiệp của Trung Quốc và doanh nghiệp của Mỹ đều đã chịu những cái ảnh hưởng rất là lớn. Và tiếp theo đây thì những ảnh hưởng gọi là mạnh mẽ hơn với cái gói hàng hóa 200 tỷ mà người Mỹ áp lên Trung Quốc. Trung Quốc thì đưa ra thông điệp là sẽ đáp trả, tuy vậy thì câu chuyện đáp trả còn là ở phía trước. Chúng tôi có thể bình luận sơ qua về câu chuyện đó là Trung Quốc sẽ còn rất nhiều các cái phương pháp để có thể đáp trả người Mỹ, không phải bằng việc là áp thuế tương đương 25% đối với gói hàng hóa của Mỹ, bởi vì là cái khối lượng hàng hóa mà người Trung Quốc nhập khẩu thì ít hơn rất là nhiều so với khối lượng hàng hóa mà người Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Tức là người Mỹ tức là thâm hụt thương mại so với Trung Quốc là rất lớn. Vì vậy cái phương pháp mà đáp trả bằng thuế là điều rất khó có thể gọi là cân bằng được cái lợi ích giữa người Trung Quốc phải chịu. Do đó thì Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng các biện pháp về như là cái biện pháp mà nới lỏng tiền tệ, hoặc là các biện pháp nới lỏng định lượng, hay là những cái biện pháp gọi là hỗ trợ cho cái câu chuyện là phát triển các doanh nghiệp trong nước. Và để hiểu rộng hơn, một vấn đề thứ hai chúng ta phải hiểu rằng là cuộc chiến này là cuộc chiến tất lẽ dĩ ngẫu sẽ xảy ra, và nó thường xảy ra vào những cái giai đoạn mà người Mỹ thì có cái GDP, tốc độ tăng trưởng GDP mà khi mà các quốc gia trên thế giới tiệm cận cái 60-70% GDP của Mỹ. Trước đây thì lịch sử đã có câu chuyện người Nhật có thời kỳ tốc độ tăng trưởng GDP lớn mạnh và tổng sản phẩm của Nhật Bản tiệm cận cái vùng 60% GDP của Mỹ, thì cũng đã xảy ra những cái mâu thuẫn, và người Mỹ đã có rất nhiều biện pháp để làm cho cái kìm hãm cái sức phát triển của người Nhật Bản. Và trong 2 năm gần đây thì vừa là cái câu chuyện nền kinh tế Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu chậm lại khi mà có một cái giai đoạn rất là dài phát triển và tăng trưởng rất là mạnh, thì người Mỹ cũng đang nhìn thấy GDP của Trung Quốc tiệm cận vùng 60-70% GDP của Mỹ. Do đó thì người Mỹ tìm rất nhiều các biện pháp mà để có thể kìm hãm cái tốc độ phát triển. Và một điều đáng cần phải quan tâm nữa đó chính là về cái nhân khẩu học, thì về phần các cái nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ thì về cái giá trị tiêu dùng thì vẫn là rất lớn, nhưng mà cái số lượng tiêu dùng thì của người Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, do dân số của Mỹ đang có những cái chuyển biến theo hướng già cỗi và già đi rất là nhiều. Trong khi đó thì số lượng dân của Trung Quốc thì càng ngày càng đông, cộng với việc là dân số cũng khá là trẻ và cái nhu cầu tiêu dùng đang càng ngày càng tăng lên. Do đó những cái đòi hỏi của người Mỹ với người Trung Quốc về việc mở cửa thị trường, không xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ, cũng như là cho phép các doanh nghiệp của Mỹ vào sâu hơn vào thị trường Trung Quốc, hòng là có thể chiếm lấy cái phần mà
gọi là cái nhu cầu của giới trẻ Trung Quốc, một phẩy mấy tỷ dân của Trung Quốc so với 300 triệu dân của Mỹ, thì người Mỹ nhìn thấy điều đó. Và trong cái lúc mà tận dụng cái tình hình mà kinh tế Trung Quốc suy giảm, thì người Mỹ đã và đang làm những cái việc cần phải làm, bắt buộc phải làm. Và cuộc chiến này thì có thể sẽ chưa dừng lại ở đây, nhưng mà chúng tôi đang nhìn thấy những câu chuyện là nó đã đẩy lên một cái mức leo thang khá là cao. 250 tỷ hàng hóa đã được áp mức thuế 25%. Và trong cái đàm phán của ngày hôm qua thì ông Trump có đang đưa ra những cái gọi là lời hứa, gọi là hứa bằng lời, là sẽ có thể sẽ tiếp tục thỏa mãn cái việc đàm phán nếu người Trung Quốc là nhượng bộ, và ông sẽ không tăng tiếp cái lượng thuế lên 325 tỷ còn lại. Rồi, vấn đề chúng ta cần phải quan tâm là liệu như vậy thì các chính phủ, các quốc gia trên thế giới sẽ làm gì trong thời gian sắp tới. Thì kính thưa anh chị, thì chúng ta phải hiểu như thế này. Rõ ràng là phần lớn các quốc gia trên thế giới, khi mà chiến tranh thương mại xảy ra thì ai cũng sẽ rất là lo lắng. Quốc gia nào, chính phủ nào cũng rất là lo lắng, các cơ quan điều hành thực sự càng lo lắng hơn. Và cái điểm chúng ta nhìn thấy ngay lập tức trong ngày hôm qua là việc Trung Quốc tiếp tục thông qua một số các cái kênh quỹ đầu tư của chính phủ Trung Quốc để hỗ trợ thị trường chứng khoán. Điều này đã xảy ra vào những năm trước đó, 2015, 2014 thì Trung Quốc đã từng làm cái điều này để giữ và cầm giữ thị trường chứng khoán, nơi mà có thể nhanh chóng gọi là cuốn bay đi hàng tỷ đô, hàng chục tỷ đô hoặc hàng trăm tỷ đô la Mỹ trên thị trường của người Trung Quốc. Và điều đó đã làm cho thị chỉ số chứng khoán Trung Quốc đi ngược với những cái suy đoán của các nhà đầu tư trên thế giới. Đó là phiên giao dịch ngày hôm qua thì không những không giảm, mà chỉ số chứng khoán Trung Quốc Shanghai Composite cũng như là chỉ số Hồng Kông, một trong hai chỉ số đại diện của thị trường chứng khoán Trung Quốc, có thể được coi là tăng rất là mạnh, tăng tới 3%, lấy lại được một phần nào đã mất trước đó trong cái lúc mà đang lo ngại về chiến tranh thương mại. Còn phía người Mỹ thì chỉ số công nghiệp Dow Jones trong tối ngày hôm qua thì sau khi mà suy yếu tới mức 400 điểm thì đã hồi phục trở lại ở mức 100 điểm. Vậy chúng ta sẽ nói với anh chị và các bạn những điểm quan trọng trong cuối video ngày hôm nay về việc dự đoán cái chính sách của kinh tế Việt Nam ảnh hưởng tới cái chứng khoán Việt Nam, tài chính Việt Nam và ảnh hưởng tới thị trường bất động sản Việt Nam như sau. Chúng ta không khó để nhận ra 2015, 2016, 2017 là những năm mà chính phủ ta đã làm mà một số các cái biện pháp rất tốt trong cái việc là cầm giữ cái đồng đô la Mỹ ổn định trong một khoảng thời gian dài để trấn an cái tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài trong việc là xem xét gọi là giải ngân vốn trực tiếp và vốn gián tiếp vào thị trường Việt Nam, vào nền kinh tế Việt Nam. Nếu như tỷ giá ổn định thì các nhà đầu tư nước ngoài càng rất an tâm trong cái câu chuyện là tiếp tục là cái điểm đến đầu tư tốt. Trên cái nền tảng như vậy thì chính phủ ta học hỏi những kinh nghiệm trước đó về việc là quyết liệt giữ cái tỷ lệ gọi là tăng của đồng đô la là gần như là rất thấp trong cái câu chuyện là cả thế giới thì phá giá đồng tiền, còn Việt Nam thì gần như là giữ giá rất là tốt. Và nếu như khởi dự giá như vậy thì chúng ta liệu có thiệt hại trong câu chuyện chiến tranh thương mại hay không? Thì thưa là chúng ta không có thiệt hại nhiều. Cái cách làm của chúng ta trong 2016, 2017 và nửa đầu 2018 trong việc nới lỏng định lượng bằng cái giải pháp đó chính là bơm vào nền kinh tế một cái lượng tiền thông qua cái việc phát hành trái phiếu của BAMC để mua lại cái nợ xấu của các ngân hàng, mục đích là để tái cấu trúc ngân hàng. Mục đích khác nữa thì chúng ta cũng nhờ vào cái việc bơm vào thị trường không phải bằng tiền mặt, nhưng chúng ta bơm vào đây một cái hệ thống chứng chỉ chứng nhận này, gọi là giấy tờ có giá, để hỗ trợ các ngân hàng có thêm cái dòng tiền để tái cấu trúc, cũng như là hỗ trợ nền kinh tế có thêm cái lượng vốn gọi là vốn cấp 1 để có thể tiếp tục duy trì và phát triển. Đây theo ý hiểu của chúng tôi thì đây cũng là một cách có thể là gọi là kích thích kinh tế, không làm cho thay đổi các cái chỉ số của nền kinh tế. CPI sẽ cũng không thay đổi nhiều do chúng ta không trực tiếp bơm tiền thật vào nền kinh tế. Các cái chỉ số khác như tốc độ tăng trưởng sẽ tốt hơn do các ngân hàng không bị thiếu hụt về thanh khoản, được VAMC cầm giữ những cái phần nợ xấu, do đó thì trên cái báo cáo tài chính cũng như các cái kiểm toán thì sẽ loại trừ được rất nhiều các cái khoản nợ xấu cần phải trích lập dự phòng nhiều, và cũng nhờ đó mà ngân hàng được hà hơi thổi ngạt để không bị kẹt về mặt thanh khoản để phát triển. Và cũng nhờ đó mà GDP của Việt Nam trong những năm gần đây thì tăng rất là tốt, kinh tế khá là ổn định,
Vậy nhiều người sẽ hỏi chúng tôi rằng là như vậy thì bơm chứng từ có giá vào thì liệu tiền đồng có nhiều hơn so với thông thường hay không? Thì chúng ta có thể ngầm hiểu rằng cái lượng dự trữ ngoại hối của chúng ta từ năm 2013 tới năm 2018 đã có sự tăng rất là đột biến, tăng từ mức 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ lên tới tiệm cận cao đỉnh điểm là gần 60 tỷ đô la Mỹ, tức là chúng ta tăng khoảng đâu đó 40 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Vậy để số tiền Việt Nam để mua được đô la Mỹ nhiều để dự trữ như vậy thì chúng ta có thể không khó để nhận ra rằng khoảng 40 tỷ đô la Mỹ tiền Việt, 40 tỷ đô la Mỹ quy ra tiền Việt, tức là nó tương đương với lại 1 tỷ đô là 23.000 tỷ Việt Nam. Chúng ta có thể tự nhân lên là cái số lượng khoảng khá là nhiều được gọi là cục dự trữ của Việt Nam mua đô và đẩy tiền Việt ra bên ngoài. Rõ ràng thì cái câu chuyện mua đô đẩy Việt ra bên ngoài thì nó không hoàn toàn là câu chuyện kích thích nền kinh tế, không phải là câu chuyện nới lỏng tiền tệ, nhưng chúng ta cũng có thể ngầm hiểu được rằng là một lượng tiền rất lớn Việt Nam đồng được bơm vào nền kinh tế. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao không có lạm phát, tại sao tiền đồng được đưa ra vào thị trường nhiều như thế mà lạm phát không gia tăng nhiều. Thì chúng ta lại phải hiểu thêm một ý nữa, đó là thực tế và tính toán về các chỉ số lạm phát phụ thuộc vào sức mua cũng như là nhu cầu mua của thị trường, phụ thuộc vào giá cả leo thang, thì rõ ràng chúng ta không thấy cái sự leo thang nhiều trong những giai đoạn đó. Thì đặc biệt là giá lợn hơi và giá các cái sản phẩm nông nghiệp thì là có những cái dấu hiệu của chuyện suy giảm, nhờ vào việc giá dầu cũng suy giảm song trùng, do đó chúng ta thấy cái sự tác động qua lại dẫn đến lạm phát không tăng, nhưng dòng tiền mà được đẩy vào thị trường thông qua cái việc nâng cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối và ngầm qua cái tài sản và chứng từ có giá của VAMC phát hành cho các ngân hàng để giảm bớt cái áp lực về cái thanh khoản của ngân hàng thì đi về đâu. Thì chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy 2016, 17, 18 chúng ta có hai cái kênh to lên một cách khủng khiếp và bơm phồng lên rất là lớn, đó là bất động sản và chứng khoán. Đây là một trong hai kênh đã và đang gọi là hút một cái lượng tiền rất lớn vào đây. Hai kênh này nó như một cái túi gọi là túi Doraemon. Túi này thì không là không đáy, anh chị và các bạn có thể đưa vào đây rất rất nhiều tiền thì nó đều hấp thụ được trong này. Và từ đó thì chúng ta sẽ ngầm hiểu rằng là dòng tiền của chúng ta mặc dù là đẩy vào thị trường nhiều nhưng không gây ra lạm phát, lý do là nó đã chảy vào đúng những nơi mà ngân hàng nhà nước, chính phủ muốn, đó là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Nó hỗ trợ cho câu chuyện tái cấu trúc của các ngân hàng, bởi vì nợ xấu tại các ngân hàng thì phần đa là bất động sản của giai đoạn trước đó bị định giá sai và gây ra nợ xấu. Khi bất động sản tăng giá đến mức 3 lần so với năm 2015 thì nợ xấu sẽ chuyển thành nợ bất xấu và có những cái dấu hiệu sẽ tốt lên thành nợ chuyển sang những cái nhóm nợ tốt hơn và có tính thanh khoản cao hơn. Do đó thì các ngân hàng xử lý và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đã thành công một phần nào trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó là thị trường chứng khoán tăng trưởng hòa chung với cái khí thế tăng trưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, thì chúng ta đã giải quyết được phần lớn những việc cần phải làm, đó là bán vốn cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, cũng như những cái thương vụ thành công lớn như việc bán Sabico cho người Thái, bán thêm Vinamilk và bán thêm rất nhiều các cái doanh nghiệp trong tập đoàn dầu khí cổ phần hóa lần đầu được lên sàn, và các quỹ đầu tư gồm các quỹ đầu tư của Hồng Kông, của Đài Loan, các quỹ đầu tư của Hàn Quốc, của Nhật Bản và đặc biệt là các quỹ ETF của châu Âu đã vào Việt Nam đem theo một cái lượng tiền không hề nhỏ. Nhờ đó mà cái việc mà ngoại hối của trong nước có thể dễ dàng nâng cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối cao như vậy mà không gây ra những cái áp lực về mặt gọi là tỷ giá, đó là điều chúng ta cũng có thể hiểu thêm. Rồi, trao đổi thêm với anh chị và các bạn thêm 5 phút nữa về câu chuyện khi mà chiến tranh thương mại nổ ra như vậy thì chính phủ chúng ta có lo không? Thưa là chúng ta có lo. Khi người Trung Quốc có nguy cơ câu chuyện và phá giá đồng nhân dân tệ cũng như là sử dụng các cái giải pháp gọi là trợ giá cho chứng khoán, trợ giá cho các doanh nghiệp trong nước để gọi hòng là gọi đáp trả những cái trừng phạt của người Mỹ liên quan đến việc nâng thuế cho rất nhiều các cái mặt hàng mà người Trung Quốc xuất đi trên toàn thế giới, thì điều này là chúng ta là một nước láng giềng sẽ ngay lập tức chịu ảnh hưởng, bởi vì khi mà các cái đồng cả về cái đồng tiền và cả về các cái sản phẩm của Trung Quốc được trợ giá thì nó sẽ có một cái sức rẻ tương đối so với cái sản phẩm trong nước Việt Nam. Chúng ta
gần kề, gọi là núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông. Do đó thì các cái sản phẩm hàng hóa này sẽ tràn sang phía Việt Nam, và để có thể cạnh tranh được với hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là tránh những cái thiệt hại mà doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng, thì chính phủ chúng ta sẽ phải tiếp tục duy trì cái câu chuyện nới lỏng định lượng, và bằng một số cái giải pháp mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian sắp tới. Theo dự báo của chúng tôi thì có 3 vấn đề cần phải làm. Vấn đề thứ nhất, chính phủ sẽ tiếp tục duy trì cái câu chuyện là nợ của VAMC sẽ gia hạn cho cái câu chuyện sau 5 năm thì các ngân hàng phải mua lại cái nợ mà trước đây đã bán về cho VAMC theo lộ trình 2013-2018. Đến năm 2019 thì bắt đầu phải mua lại, thì chúng ta nhiều khả năng sẽ ẩn phía sau, sẽ tiếp tục gọi là delay gia hạn cho cái câu chuyện này để tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng sức mạnh cạnh tranh của tài chính. Điểm thứ hai là liệu nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là tỷ giá của chúng ta sẽ có thay đổi hay không? Với cái mức dự trữ ngoại hối tăng cao với rất nhiều tuần nhập khẩu, nếu tính trên 60 tỷ đô thì chúng ta sẽ là có một cái lượng dự trữ ngoại hối rất lớn. Do đó thì ngân hàng nhà nước luôn sẵn lòng bán ra ngoại hối để giữ cái tỷ giá ổn định. Việc giữ tỷ giá ổn định không phải là cái mục đích của là kinh doanh của ngân hàng nhà nước hay của chính phủ. Giữ tỷ giá ổn định đồng nghĩa với giữ tâm lý ổn định và tạo ra một cái môi trường đầu tư thân thiện cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này cũng sẽ cuốn hút các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đầu tư tại Việt Nam, không gây ra tình trạng bán tháo các cái sản phẩm cả về chứng khoán cũng như các cái sản phẩm thực tế mà các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư và thoái vốn tại Việt Nam. Do đó thì các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ có khuynh hướng tiếp tục ở lại Việt Nam, và sẽ thấy Việt Nam nếu giữ và làm tốt được cái việc không làm mất giá cái đồng Việt Nam đồng và cái tỷ giá của chúng ta, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ an tâm và sẽ là thu hút thêm cái dòng vốn nước ngoài. Điểm thứ hai chúng ta cũng phải nhìn nhận thêm, đó chính là chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy cái thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán để là cái kênh gọi là hút thêm cái lượng vốn vào của cả các nhà đầu tư nước ngoài và của cả các cái doanh nghiệp, các cái gọi là những cái dòng tiền mà chính phủ muốn gọi là thông qua hai cái kênh này để ngầm hỗ trợ cho nền kinh tế, ngầm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và ngầm hỗ trợ cho các cái đơn vị sản xuất có cái chi phí vốn thấp và có những cái ưu đãi để cạnh tranh với nền kinh tế toàn cầu. Từ đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là càng leo thang chiến tranh thương mại thì chứng khoán của Việt Nam sẽ càng tăng giá. Và điều này chúng ta cũng có thể thấy được qua cái việc là ngưng tăng lãi suất của Fed và có dấu hiệu của nguy cơ sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian sắp tới của Fed. Cái tổng khối lượng tài sản, gọi là cơ cấu tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đang có những dấu hiệu gia tăng thêm. Và Trung Quốc cũng vậy thôi, các quỹ đầu tư của chính phủ Trung Quốc cũng đang gia tăng cái tài sản nắm giữ trên toàn thế giới cũng như là các cái tài sản của Trung Quốc. Thì Việt Nam cũng vậy thôi, cũng sẽ làm theo cái phương pháp đó. Và cả thế giới, các ngân hàng trung ương các nước và sẽ tiếp tục gọi là đưa một cái lượng tiền, bởi vì họ sợ về cái câu chuyện ảnh hưởng và chiến tranh thương mại thì chúng ta sẽ bị gọi tác động của thuế quan, tác động của những cái ảnh hưởng là làm cho cái nền kinh tế nó gặp những vấn đề, thì sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua một số cái kênh mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong những video tiếp theo mà Thắng ơi sẽ chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ dự báo là sẽ có câu chuyện chúng ta nới lỏng tiền tệ qua cái câu chuyện là thông qua một số các cái giải pháp định lượng hoặc là giải pháp kỹ thuật, cũng như là cái việc mà chúng ta thắt chặt cái tín dụng cho kênh bất động sản có thể sẽ được nới lỏng trong thời gian sắp tới. Các cái văn bản, các cái chỉ thị liên quan tới việc là nâng cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc là hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở các cái ngân hàng sẽ linh hoạt hơn trong cái thời gian sắp tới, khi mà chúng ta phải đối mặt với những cái nguy cơ mà chiến tranh thương mại càng ngày càng leo thang. Điểm nữa là chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ nới một cái khung pháp lý liên quan tới tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài bằng việc là sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có quyền mua nâng tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng với việc là cổ phiếu hoặc là chứng chỉ quỹ, chứng chỉ không có quyền biểu quyết, thì chúng ta sẽ làm cái chuyện đó. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Mong rằng quý anh chị em và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Thắng ơi. Đừng quên để lại một like, chia sẻ video để nhiều người cùng biết tới kênh TOTV, cũng như là đăng ký kênh và ấn vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới và chúng tôi sẽ cập nhật quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.